tiện chứ, mình chui thằng nhậu cân nhậu. Mình cân nhậu đây đi, tiện đấy. Xong, trong quỳ trộm. Thế giờ đặt nghe như em chứ, đã try đi qua đi thôi. Thắc mắc gì? Thế hôm nào sẽ xong? Trong ban đợt ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.